Chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng. Như các bạn đã biết, tờ khai thuế giá trị gia tăng là cái loại tờ khai mà doanh nghiệp cần phải nộp định kỳ cho cơ quan thuế. Định kỳ đây có thể là định kỳ tháng hoặc định kỳ quý. Vì vậy, doanh nghiệp của bạn cần phải xem rằng doanh nghiệp thuộc đối tượng là nộp theo tháng hay nộp theo quý để chúng ta có thể lập tờ khai đúng theo tháng hoặc theo quý. Về vấn đề này thì Bộ Tài chính đã có một quy định rất là rõ ràng, đó là nếu như doanh nghiệp của bạn có tổng doanh thu của cái năm liền trước mà từ 50 tỷ trở lên thì doanh nghiệp bạn sẽ thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Còn trong trường hợp tổng doanh thu của năm liền trước của doanh nghiệp bạn nó nhỏ hơn 50 tỷ thì này doanh nghiệp bạn sẽ cần phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Về mặt bản chất thì nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý thì cách làm giống hệt nhau. Nó chỉ khác nhau ở đây là kỳ kê khai là kỳ tháng hay kỳ quý thôi. Đúng không ạ? Nó như vậy để bạn hình dung rằng không phải là lập tờ khai theo tháng thì nó khó hơn theo quý bạn nhé. Và trong khuôn khổ của video này, để đáp ứng được số lượng đông các doanh nghiệp hiện nay đều nộp theo quý thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Và để có thể lập được tờ khai thuế giá trị gia tăng thì việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó là bạn cần phải cài đặt cái phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục Thuế có tên gọi là HTKK. Cái phần mềm HTKK này nó sẽ giúp doanh nghiệp lập được tờ khai thuế giá trị gia tăng. Và sau khi lập được tờ khai thuế giá trị gia tăng từ cái phần mềm HTKK rồi thì bạn sẽ mang cái tờ khai thuế giá trị gia tăng đấy bạn nộp cho Tổng cục Thuế qua hình thức điện tử. Được chưa ạ? Vì vậy là bạn sẽ cần phải cài đặt cái phần mềm HTKK này trước. Có thể cài đặt được phần mềm HTKK thì là chúng ta sẽ lên cái website của Tổng cục Thuế gdt.gov.vn, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ download cái phần mềm HTKK theo phiên bản mới nhất về. Ví dụ như tại thời điểm tôi đang chia sẻ với các bạn đây thì cái phần mềm HTKK theo phiên bản mới nhất đó là phiên bản 4.5.9. Tôi cài đặt cái phần mềm HTKK theo phiên bản mới nhất là về máy và sau đó tôi sẽ mở cái phần mềm HTKK lên. Thì khi bạn mở cái phần mềm HTKK lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì việc đầu tiên mà bạn cần phải làm khi bạn đã cài đặt xong phần mềm HTKK, bạn nhớ tôi, đó là bạn sẽ cần phải khai báo cái thông tin của doanh nghiệp vào cái phần mềm HTKK. Hay nói khác là cần phải cho phần mềm HTKK biết thông tin về doanh nghiệp của bạn. Thế thì để khai báo thông tin doanh nghiệp vào phần mềm HTKK thì chúng ta sẽ làm như sau. Bạn bấm vào phần mã số mới và bạn điền cái thông tin mã số thuế của doanh nghiệp bạn vào. Ví dụ như mã số thuế của tôi là đây, tôi điền xong rồi, tôi bấm vào nút đồng ý. Lúc này phần mềm nó sẽ ra các cái phần thông tin để doanh nghiệp bạn kê khai các thông tin vào. Nhớ tôi rằng các phần thông tin đánh dấu sao là phần thông tin bạn bắt buộc phải điền. Thông tin thứ nhất đó là thông tin người nộp thuế. Người nộp thuế ở đây là ai ạ? Chính là tên doanh nghiệp bạn, đúng không ạ? Bạn điền tên của doanh nghiệp bạn vào. Ví dụ như tên doanh nghiệp của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng nhân lực Lê Ánh. Địa chỉ trụ sở, bạn sẽ điền địa chỉ trụ sở, tức là điền thông tin địa chỉ tại phường xã, đúng không ạ? Huyện, quận, đúng không ạ? Tỉnh, thành phố. Sau khi điền xong các thông tin này rồi thì bạn thấy bên dưới là các thông tin điện thoại, fax, email hoặc là ngành nghề kinh doanh chính. Các phần thông tin này là phần thông tin không bắt buộc phải điền. Tuy nhiên thì trên thực tế khi chúng ta làm thì chúng ta điền hết vào. Các bạn điền hết vào thôi nha. Các thông tin đánh dấu sao tiếp theo là ngày bắt đầu năm tài chính. Thì doanh nghiệp của bạn sẽ cần phải có một năm tài chính, đúng không ạ? Năm tài chính của doanh nghiệp thì đa số các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Tức là năm tài chính là năm mà sẽ gồm 12 tháng và nó bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp bạn có những các cái sự đăng ký về năm tài chính khác thì bạn có thể lựa chọn bên dưới. Được chưa ạ? Rồi. Như năm tài chính của tôi là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vậy và kết thúc ngày 31 tháng 12. Vậy là tôi sẽ lựa chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 1 tháng 1. Được chưa ạ? Thông tin về người ký tờ khai, bạn có thể điền thông tin của giám đốc bạn vào, đúng không ạ? Cơ quan thuế cấp cục, tức là tỉnh thành đấy ạ, bạn lựa chọn vào. Cơ quan thuế quản lý, tức là cấp quận, cấp huyện hoặc là một số các doanh nghiệp đặc thù thì vẫn có thể là cục quản lý, đúng không ạ? Như tôi là cấp quận huyện thôi, tôi sẽ lựa chọn doanh nghiệp tôi vào đây. Được chưa ạ? Các phần tên đơn vị chủ quản này thì mặc dù đánh dấu sao nhưng mà bạn không điền được vào phần mềm bạn để đấy. Bên dưới là các thông tin về đại lý thuế hoặc là đơn vị được ủy quyền. Trong trường hợp doanh nghiệp mà đi thuê dịch vụ của kế toán thuế bên ngoài thì bạn sẽ điền thông tin của các đại lý thuế vào đây. Ok, xong xuôi rồi thì bạn bấm nút ghi. Bạn hoàn tất cái việc kê khai dữ liệu của doanh nghiệp vào phần mềm HTKK.
các thông tin doanh nghiệp vào phần mềm HT kê khai. Sau khi kê khai xong rồi, bạn bấm vào nút đóng, được chưa ạ? Và lúc này bạn thấy rằng cái phần mềm nó đã hiển thị tên công ty của bạn, được chưa ạ? Và lúc này bạn sẽ lựa chọn cái tờ khai mà bạn muốn làm. Tôi đang muốn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, đúng không ạ? Tuy nhiên trước khi đi vào lập tờ khai thuế giá trị gia tăng thì bạn cần phải hiểu được rằng doanh nghiệp của chúng ta đang áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp là theo phương pháp khấu trừ hay là phương pháp trực tiếp. Thì các cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp, phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp là những cái nội dung kiến thức rất quan trọng mà bạn làm kế toán bạn cần phải nắm thật chắc. Tôi nói luôn rằng nếu như bạn không nắm chắc về các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp thì bạn sẽ không thể làm tờ khai được, đúng không ạ? Vì vậy là bạn nào còn hổng kiến thức về các cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, phương pháp khấu trừ, phương pháp trực tiếp thì bạn có thể xem các video về phương pháp khấu trừ, phương pháp trực tiếp mà tôi đã làm và tôi đã public ở trên kênh YouTube Kế Toán Lê Ánh. Đây là phần kiến thức rất rất quan trọng mà bạn cần phải làm chủ, đúng không ạ? Và các video này tôi cũng hướng dẫn rất là chi tiết rồi, bạn nghe video bạn sẽ hiểu thôi ạ. Ok, thế thì trở về công ty Lê Ánh của tôi. Công ty Lê Ánh của tôi là công ty mà áp dụng được phương pháp tính thuế giá trị tăng và lột phương pháp khấu trừ. Vì vậy là cái tờ khai thuế giá trị tăng tôi lựa chọn đây là tờ khai thuế giá trị tăng khấu trừ. Còn nếu như doanh nghiệp bạn áp dụng cái phương pháp trực tiếp trên giá trị tăng hoặc là trên doanh thu thì bạn sẽ lựa chọn các cái tờ khai này theo phương pháp trực tiếp. Tôi lựa chọn cái tờ khai của doanh nghiệp tôi là tờ khai thuế giá trị tăng theo pháp khấu trừ, tôi click vào đây ạ. Báo này phần mềm nó sẽ hiển thị ra các thông tin thì bạn click chọn. Mà phần mềm yêu cầu bạn chọn kỳ tính thuế là theo tháng hay là theo quý. Thế thì công ty Lê Ánh của tôi năm liền trước có doanh thu chưa đến 50 tỷ. Vì vậy là nó sẽ lựa chọn tờ khai theo quý, đúng không ạ? Và thời điểm tôi đang lập cái tờ khai thuế giá trị tăng đây là thời điểm tháng 9 năm 2021. Vì vậy là phần mềm nó sẽ hiển thị thông tin là quý 2 năm 2021. Đấy, bạn điền vào nhá. Hoặc là bạn muốn lập cái tờ khai cho quý mấy thì bạn chủ động bạn điền các thông tin vào đây. Và cái tờ khai này tôi lập là tờ khai lần đầu, vậy tôi click chọn là tờ khai lần đầu. Còn trong trường hợp tức là cái tờ khai lần đầu bạn lập xong rồi mà nó có sai sót thì lúc này bạn cứ có thể lập lại một cái tờ khai bổ sung cho cái tờ khai mà bạn lập sai đấy, thì lại bạn lựa chọn cái hình thức là tờ khai bổ sung, được chưa ạ? Tuy nhiên ở trong trường hợp này đây là lần đầu tiên tôi lập cái tờ khai thuế giá trị tăng ở quý 2 nên tôi sẽ lựa chọn là tờ khai lần đầu, đúng không ạ? Nhưng mà khi bạn lập xong rồi mà bạn thấy rằng tờ khai lần đầu của quý 2 này bạn thấy nó bị sai thì lúc này bạn có thể vào bạn sửa, nhưng lúc này không được lựa chọn là tờ khai lần đầu nữa mà phải lựa chọn tờ khai bổ sung, các bạn hiểu chưa ạ? Rồi, ở bên dưới là các phần danh mục ngành nghề. Ở đây thì phần mềm liệt kê ra 5 cái danh mục ngành nghề bạn có thể nhìn để bạn phân tích. Thứ nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, sổ số kiến thiết, sổ số điện toán, hoạt động thăm dò khai thác, chuyển nhượng nhà máy sản xuất điện khắc tỉnh, vân vân. Thế thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng nếu như chúng ta không phải kinh doanh các danh mục ngành nghề từ cái số 2 như tôi chỉ trên màn hình đây ạ, đến cái số 5 thì chắc chắn mình sẽ thuộc về hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Công ty Lê Ánh hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo, các khóa học thực hành về kế toán, về xuất nhập khẩu, về hành chính nhân sự, về tin học, về tài chính thực hành, và chúng tôi cùng nhân lực. Nó không phải là các cái trường hợp từ thứ 2 đến thứ 5 này, vậy tôi sẽ hiểu rằng nó sẽ thuộc về hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Đấy, các bạn cũng sẽ có một cái sự tư duy tương tự như vậy cho cái doanh nghiệp của mình nhá. Bên dưới là các cái phụ lục kê khai. Thế thì phụ lục kê khai ở đây ở đây có tất cả các cái phụ lục như thế này. Được chưa ạ? Bạn muốn biết các phụ lục này là gì thì bạn có thể click chọn vào các phụ lục này. Đấy, click chọn vào các phụ lục này để tí nữa chúng ta tìm hiểu nó là phụ lục gì. Thế ý nghĩa của phụ lục kê khai là gì? Là ngoài cái tờ khai chúng ta nộp cơ quan thuế ra thì các bạn cần phải gửi cho họ các phụ lục kê khai này nữa. Được chưa? Sau khi bấm vào nút đồng ý rồi thì hôm nay phần mềm nó sẽ ra các cái thông tin. Thứ nhất là tờ khai của bạn và các cái phụ lục bạn vừa chọn. Bây giờ để giải thích cho bạn các phụ lục đấy là gì và nó có cần thiết không thì chúng ta sẽ đi vào từng phụ lục một. Ví dụ phụ lục 01 là bảng kê số thuế giá trị đã tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàng bất động sản ngoại tỉnh. Doanh nghiệp tôi không có cái ngành nghề kinh doanh kiểu như thế này nên tôi sẽ không cần phải nộp cái phụ lục này, đúng không? Vì vậy là tôi click vào cái phụ lục này và tôi bấm nút xóa, tôi xóa phụ lục này đi. Đấy, phần mềm hỏi bạn có muốn xóa không, bấm vào có thì xóa. Tương tự như vậy là phụ lục 016, đây bạn đọc xem tên phụ lục này là cái gì. Nếu như mà doanh nghiệp bạn không cần phải lập phụ lục này, bạn bấm nút xóa để xóa phụ lục đi. Đây, tương tự như vậy là phụ lục 01 liên quan đến công trình xây dựng lắp đặt liên tỉnh. Đấy, trường hợp doanh nghiệp tôi không có, tôi xóa đi. Đấy. Cái này liên quan đến thủy điện, không dùng, xóa đi. Cái này cũng như vậy. Đấy, và cuối cùng là tôi chỉ còn một cái tờ khai thôi, đúng không ạ? Cách nào như vậy giải quyết cho bạn
không biết là các cái phụ lục đấy là phụ lục gì. Nhiều khi chúng ta làm nghề chúng ta không thể nhớ được hết tất cả các phụ lục đấy đâu. Nên là muốn biết là cái gì thì cứ mở ra xem nó có cần được không. Cần thì chúng ta để, còn không cần thì chúng ta xóa. Rồi, bây giờ bắt đầu đi vào làm một cái tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Và kỳ tính thuế đây là kỳ quý và đây là tờ khai lần đầu, đúng không ạ? Tôi sẽ có một cái video hướng dẫn bạn riêng về cách lập tờ khai bổ sung. Thì cái này thì trong trường hợp lập tờ khai bổ sung thì bạn sẽ xem video đó nhá. Các thông tin về mã số thuế, tên người nộp thuế thì lúc này phần mềm đã tự động cập nhật ra cho bạn rồi, bởi vì đó là kết quả của cái việc kê khai lúc ban đầu của bạn, được chưa ạ? Bên dưới lưu ý tôi có cái phần gia hạn này này. Nếu như doanh nghiệp bạn được gia hạn nộp tờ khai, đúng không ạ? Thì lại bạn sẽ bấm vào nút gia hạn này, được chưa? Khi bạn bấm nút gia hạn này thì cái tờ khai gửi đến cơ quan thuế, họ mới hiểu được rằng tờ khai được thuộc về trường hợp được gia hạn và bạn mới được chấp nhận. Còn nếu như mà bạn thuộc trường hợp gia hạn mà bạn không tích vào phần gia hạn này này thì hôm nay cái tờ khai đấy của bạn cũng không có ý nghĩa nhá. Tức là bạn sẽ bị tính là không được gia hạn. Đấy, nên là lưu ý rằng trong trường hợp chúng ta được gia hạn được tờ khai thì bạn click vào đây, còn trường hợp không được gia hạn thì bạn không cần click. Và như trong trường hợp này của tôi không gia hạn vì nộp tờ khai, tôi không click vào. Được chưa? Các quy định về gia hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng bạn có thể xem ở trong cái nghị định ở số 26 về quản lý thuế của chính phủ ban hành. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách điền các thông tin bên trong cái tờ khai này. Thế thì để các bạn có thể lập tờ khai một cách chính xác thì là bạn hãy nhớ tôi rằng bên cạnh việc mở cái phần mềm HTKK để chúng ta điền các thông tin, thế này các bạn cần phải có một cái bảng kê hóa đơn mua vào bán ra của doanh nghiệp. Được chưa? Tôi có thể cho bạn xem cái bảng kê hóa đơn mua vào bán ra của tôi đây ạ. Đây, doanh nghiệp tôi sẽ có một cái bảng kê về hóa đơn mua vào, một cái bảng kê về hóa đơn bán ra, đúng không ạ? Hãy lưu ý cho tôi rằng cái bảng kê hóa đơn mua vào, bảng kê hóa đơn bán ra này, trước kia thì Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải nộp kèm cùng với cái tờ khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ. Tuy nhiên bây giờ thì Bộ Tài chính không yêu cầu nữa nên bạn sẽ không cần phải nộp các cái phụ lục bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho cơ quan thuế. Nhưng mà về nguyên tắc là chúng ta vẫn cứ phải lập để chúng ta quản lý được các cái hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra. Và trên cơ sở các giá trị, các cái thông tin hóa đơn đầu vào đầu ra thì bạn sẽ tính được tổng các cái giá trị hàng hóa mà bạn mua vào trong kỳ, tổng các cái tiền thuế giá trị gia tăng mà bạn ra đẹp được khấu trừ trong kỳ và tổng các giá trị bao gồm tiền hàng và tiền thuế. Đây là ví dụ để các bạn hình dung, tôi sẽ điền từ tháng 4 đến tháng 5. Đấy. Đấy. Và hóa đơn đầu ra tôi cũng kê khai cho các tháng của tôi, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 không có thông tin nên bạn thấy rằng tôi đã bao trống, đúng không ạ? Tôi sẽ dựa vào cái bảng kê hóa đơn mua vào bán ra này để tôi làm sao đấy ạ? Tôi làm tờ khai thuế giá trị gia tăng nhá. Bạn nào mà cần có cái mẫu bảng kê hóa đơn mua vào bán ra này thì bạn có thể comment email xuống bên dưới cái video YouTube này của tôi, thì hôm nay trung tâm sẽ gửi cho bạn cái mẫu bảng kê hóa đơn mua vào bán ra. Rồi, bây giờ dựa vào các thông tin của mẫu bảng kê hóa đơn mua vào bán ra này, tôi sẽ thực hiện kê khai. Bạn thấy rằng ở cái chỉ tiêu số 21, tức là cái số tự là mục A, là không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ thì đánh dấu X. Đấy, tức là nếu như mà chúng ta không phát sinh cái hoạt động mua bán trong kỳ thì là bạn đánh dấu X. Vậy thì trường hợp nào doanh nghiệp bạn không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ, tức là trong cái kỳ đấy doanh nghiệp bạn không phát sinh các hoạt động mua vào hoặc bán ra nào hết cả, doanh nghiệp bạn không có bất kỳ các cái giao dịch mua bán gì, thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta sẽ đánh dấu X. Bạn hiểu đây không ạ? Ok. Đấy, thì khi bạn đánh dấu X thì tất cả các phần thông tin bên dưới nó bằng không hết, vì chúng ta có phát sinh hoạt động mua bán nào đâu. Không phát sinh hoạt động mua bán nào thì chúng ta chỉ cần đánh mỗi cái dấu X này thôi, đánh cái dấu tích vào đây. Được chưa? Đánh dấu tích xong thì này các bạn sẽ bấm vào nút gì đấy ạ? Ghi. Đấy, bạn bấm nút ghi nhá. Đã ghi dữ liệu thành công. Đấy, sau đó thì bạn kết xuất file XML. Kết xuất file XML và bạn lưu lại ở trên cái folder máy tính của bạn. Ví dụ như là tôi sẽ lưu lại ở cái folder của tôi là một cái folder. Nhưng mà cái folder này bạn nhớ tôi rằng bạn sẽ không được ra đấy ạ, điền đánh chữ tiếng Việt, đúng không ạ? Không được đánh chữ tiếng Việt. Ví dụ như là tờ khai, bạn không được đánh như này, bạn đánh như này là bạn sẽ không nộp được tờ khai, bạn sẽ chỉ biết là tờ khai VAT thôi. Được chưa? Bạn điền nó vào đây. Bạn xếp vào đây để bạn mang cái tờ khai XML đấy để chúng ta nộp cho tổng cục thuế. Tuy nhiên ở đây thì tôi đang muốn hướng dẫn các bạn là trong cái trường hợp này thì doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ, vì vậy là bạn sẽ không click vào đây đã,
đúng không ạ? Mà bạn sẽ cần phải điền các thông tin từ cái chỉ tiêu 22 này trở xuống. Chúng ta sẽ cùng đọc này. Cái chỉ tiêu 22 là thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Thế muốn biết được cái thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang bao nhiêu thì bạn mở cái tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ trước của doanh nghiệp bạn ra, đúng không ạ? Bạn xem rằng nó bằng bao nhiêu thì bạn điền vào đây nhá. Hoặc là nếu như mà bạn đã kê khai nó ở trên cái phiên bản hỗ trợ kê khai này rồi thì lúc này phần mềm nó sẽ tự động nó nhảy ra cho bạn. Nhưng mà để cho chắc thì chúng ta cứ mở cái tờ khai thuế giá trị gia tăng ở kỳ trước mà chúng ta nộp cho cơ quan thuế ra để chúng ta xem nó bằng bao nhiêu, thì chúng ta điền cái số được khấu trừ ở cuối kỳ trước chuyển sang thành đầu kỳ này, điền vào chỉ tiêu 22, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là trong cái kỳ trước thì doanh nghiệp tôi không còn tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là hết cả. Vì vậy tôi sẽ để đây là con số 0. Mục 1 đây là hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ. Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ nó sẽ cần bạn khai báo các thông tin. Thứ nhất là giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào. Cái giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào thì bạn sẽ điền ở chỉ tiêu 23. Còn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào thì bạn sẽ điền ở chỉ tiêu 24, đúng không ạ? Và muốn biết được chỉ tiêu 23 và 24 bao nhiêu thì bạn sẽ mở cái bảng kê hóa đơn mua vào của bạn ra. Đây tôi mở ra, bạn nhìn vào đây ạ. Tôi sẽ thấy rằng tổng cái quý vừa rồi thì cái giá trị hàng hóa dịch vụ tôi mua vào là 58.347.413. Còn thuế giá trị gia tăng của cái đầu vào của tôi là 5.766.711, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ điền hai cái thông tin này vào chỉ tiêu 23 và 24. Chỉ tiêu 23 là giá trị tiền hàng nên tôi sẽ điền là 58.347.413. Bạn điền vào đây ạ. 58.347.413. 58. Được chưa ạ? 58.347.413. Rồi. Còn cái thuế giá trị gia tăng đầu vào của bạn là 5.766.711, bạn điền vào đây. 5.766.711, bạn điền vào đây. Được chưa ạ? Và chỉ tiêu 25 là tổng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ này. Bạn lưu ý tôi ở chỉ tiêu 24 và chỉ tiêu 25. Chỉ tiêu 24 là thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào. Còn chỉ tiêu 25 là số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ này. Thế thì cái giá trị thuế giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ này nó có thể bằng hoặc nhỏ hơn cái thuế giá trị gia tăng đầu vào. Bạn hiểu đây đúng không ạ? Thế này vì sao lại như thế? Bởi vì nếu như doanh nghiệp bạn kinh doanh đồng thời hai lĩnh vực, một là lĩnh vực chịu thuế và hai là lĩnh vực không chịu thuế giá trị gia tăng, thì lúc này cái đầu vào nó sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc là đầu vào mà dùng cho hoạt động chịu thuế giá trị tăng thì nó mới được khấu trừ. Còn đầu vào mà phục vụ để sản xuất ra những các cái sản phẩm dịch vụ mà nó không chịu thuế gia tăng thì nó sẽ không được khấu trừ. Vậy thì chúng ta phải xem rằng cái lĩnh vực ngành nghề mà doanh nghiệp bạn hiện nay kinh doanh, hiểu không ạ? Nó thuộc lĩnh vực ngành nghề gì? Nếu như mà tất cả đều là lĩnh vực chịu thuế giá trị tăng thì này cái đầu vào của bạn nó sẽ được khấu trừ hết nhá. Còn trong trường hợp cái lĩnh vực ngành nghề của chúng ta mà nó ra đây ạ, vừa bao gồm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị tăng và vừa bao gồm không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị tăng thì này cái thang đầu vào này nó cần phải phân bổ. Thì cái đoạn phân bổ này nó hơi lằng ngoằng, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái video riêng, đúng không ạ? Và tôi giả định rằng trong trường hợp này toàn bộ cái hàng hóa tôi mua vào đây này nó đều phục vụ cho cái việc sản xuất ra cái hàng hóa dịch vụ mà nó chịu thuế giá trị tăng đầu ra. Thế thì với cái sự giả sử với các bạn như vậy thì bạn hiểu tôi rằng toàn bộ cái tiền thuế giá trị tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào ở chỉ tiêu 24 này nó sẽ được khấu trừ hết. Vì vậy là chỉ tiêu 25 nó sẽ bằng với chỉ tiêu 24. Ok, tôi sẽ điền cái chỉ tiêu 25 này vào đây, đúng không ạ? Rồi, như vậy là tôi sẽ điền xong chỉ tiêu 23, 24 và 25. Mục số 2 đó là bạn cần phải kê khai các thông tin của hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ. Thế thì ở đây lưu ý rằng nó sẽ có hai phần. Một là hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị tăng, và hai là hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị tăng. Nếu như doanh nghiệp bạn có cái hàng hóa dịch vụ mà nó không chịu thuế giá trị tăng mà bạn bán ra ấy, thì bạn cần phải điền thông tin vào đây. Và bạn thấy rằng nó sẽ chỉ có cái thông tin của giá trị hàng thôi, không có thông tin của thuế giá trị tăng. Bởi vì nó có chịu thuế giá trị tăng đâu nên là sẽ không có thuế giá trị tăng đầu ra, đúng không ạ? Và trong trường này tôi giả sử rằng doanh nghiệp của tôi không kinh doanh cái dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng, vì vậy là chỉ tiêu 26 này tôi sẽ điền số 0. Được chưa? Mục số 2 là hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị tăng. Thì cái chịu thuế giá trị tăng ấy nó sẽ có thể bao gồm các loại thuế suất, một là thuế suất 0%,
2 là thuế suất 5%, 3 là thuế suất 10% và 4 là hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế. Thì các cái phần nội dung này nó thuộc về kiến thức về phần thuế, nên là bạn nào mà hổng thì có thể xem các video riêng chuyên sâu về thuế. Thế thì tôi sẽ mở cái bảng kê bán ra của tôi, đúng không ạ? Bảng kê hóa đơn bán ra của tôi thì tôi xem rằng trong kỳ vừa rồi thì tôi bán ra những các cái sản phẩm chịu thuế suất bằng bao nhiêu. Bạn nhìn đây ạ. Tôi vào hóa đơn đầu ra. Tôi thấy rằng tất cả các sản phẩm tôi bán ra đều thuộc đối tượng là chịu thuế bao nhiêu đấy ạ? 10%. Đúng không ạ? Vì vậy là lúc này tôi sẽ cần phải kê khai các thông tin này vào cái mục là hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 10% nhá. Như vậy các cái thông tin ở chỉ tiêu 29, ở chỉ tiêu 30, 31, đúng không ạ, tôi sẽ không cần phải điền. Các cái chỉ tiêu từ 26 này, 27, 28, 29, 30, 31 tôi không cần điền, bởi vì tôi không kinh doanh các cái hàng hóa dịch vụ không chịu thuế hoặc là thuế suất 0% hoặc 5%. Ok. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cần phải điền ở các cái chỉ tiêu số 32 và chỉ tiêu số 33 này thôi. Chỉ tiêu số 32 nó sẽ hỏi bạn về giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra, đúng không ạ? Và chỉ tiêu 33 thì nó sẽ hỏi bạn về cái gì đấy ạ? Cái thuế giá trị gia tăng đầu ra với thuế suất 10%. Ok, bây giờ tôi sẽ mở ra, tôi điền vào. Đây ạ, nhìn vào đây bạn thấy rằng giá trị hàng hóa bán ra của tôi là 50.857.200. Tôi điền vào chỉ tiêu 32 là 50.857.200. 50.857.200. Còn chỉ tiêu, còn cái chỉ tiêu 33 của tôi sẽ là 5.085.720, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bởi vì bạn đã lựa chọn là ở đây là chịu thuế suất 10% rồi, nên cái đoạn này là phần mềm sẽ tự tính cho bạn nhá. Nó sẽ tự tính cho bạn là 10% của cái giá trị hàng là 50.857.200 là ra 5.085.720. Thế thì sau khi mà điền xong cái chỉ tiêu 32, 33 thế này, ở cái mục số 3 này nó sẽ tính cho bạn tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ bán ra. Trong trường hợp này tổng doanh thu của chúng ta là 50.857.200, còn thuế giá trị gia tăng đầu ra là 5.085.720. Và bởi vì doanh nghiệp bạn áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo pháp khấu trừ, nên cái thuế giá trị gia tăng phải nộp nó sẽ bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra là 5.085.720 trừ đi cái thuế giá trị gia tăng đầu vào là 5.766.711, và nó sẽ ra con số là -680.991. Cái chỉ tiêu 36 là cái chỉ tiêu xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trong kỳ, nó sẽ bằng đầu ra là cái giá trị của cái chỉ tiêu 35 của bạn là 5.085.720, và nó trừ đi cái thuế giá trị gia tăng đầu vào chỉ tiêu 25 là 5.766.711, thì nó ra con số này, đúng không ạ? Và hãy nhớ tôi rằng khi mà cái chỉ tiêu 36 này nó ra kết quả âm, tức là nó cho bạn thấy rằng doanh nghiệp của bạn vẫn còn tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 680.991 này chưa được khấu trừ hết, và nó sẽ được kết chuyển sang kỳ sau. Vậy thì bạn hãy nhớ một cách đơn giản thôi, chỉ tiêu 36 này ra kết quả âm, tức là trong kỳ này doanh nghiệp không phải nộp thuế, đúng không ạ? Và cái số thuế mà chưa được khấu trừ hết này nó sẽ được tiếp tục chuyển sang kỳ sau. Còn khi một cái chỉ tiêu 36 này nó ra giá trị dương, tức là thuế giá trị gia tăng đầu ra lớn hơn đầu vào, tức là doanh nghiệp bạn phải nộp cái tiền thuế bằng ở cái chỉ tiêu 36 này nhá. Cái chỉ tiêu 37 và chỉ tiêu 38 là những chỉ tiêu liên quan đến điều chỉnh tăng giảm thuế giá trị gia tăng ở các kỳ trước, thì nó sẽ liên quan đến cái tờ khai bổ sung. Thì phần này các bạn không cần phải quan tâm trong cái tờ khai của các bạn lần đầu tiên. Cái chỉ tiêu 39 là thuế giá trị gia tăng đã nộp ở địa phương khác hoạt động kinh doanh lắp đặt, cái đoạn này chúng ta không có nên chúng ta không cần phải điền. Được chưa ạ? Cái chỉ tiêu ở cái mục 6 này là cái phần nội dung rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ xác định nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng của bạn phải nộp trong kỳ. Được không ạ? Vậy thì lúc này nó sẽ ra các cái phần thông tin về cái tiền thuế giá trị gia tăng của bạn còn phải nộp hoặc bạn chưa khấu trừ hết. Thế trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng ở cái chỉ tiêu 36 của chúng ta là thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đầu vào bằng -680.991, tức là trong trường hợp này doanh nghiệp bạn vẫn còn tiền thuế giá trị gia tăng và chưa được khấu trừ hết. Vì vậy là nó sẽ cái giá trị 680.991 này nó sẽ nhảy vào cái chỉ tiêu 41, nó thể hiện thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này, đúng không ạ? Còn thì nếu như mà ở chỉ tiêu 36 này nó mà ra giá trị dương các bạn nhá, thì lúc này nó sẽ nhảy xuống cái chỉ tiêu số gì ạ? 40 là thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ. Vậy thì cứ nhớ thôi, bản chất là thằng 36 này mang giá trị dương, tức là doanh nghiệp phải nộp thuế, thì cái giá trị này nó sẽ hiển thị ở cái phần chỉ tiêu 40.
Được chưa? Còn trong trường hợp cái chỉ tiêu 36 này mang giá trị âm, tức là doanh nghiệp không phải nộp thuế, cái tiền thuế giá trị tăng của doanh nghiệp vẫn còn được khấu trừ tiếp kỳ sau, thì nó sẽ ra ở cái chỉ tiêu 41. Đúng không ạ? Và dựa vào cái thuế giá trị tăng chưa khấu trừ hết kỳ này. Đúng không ạ? Và kết hợp với số thuế giá trị tăng đề nghị hoàn thuế, thì cái phần nội dung hoàn thuế này nó hơi phức tạp, nó không liên quan gì trong phần nội dung này tôi đang chia sẻ cho các bạn. Trong trường hợp này, tôi giả định rằng doanh nghiệp tôi không có một cái đề nghị hoàn thuế nào hết. Vì vậy là cái tiền thuế được hoàn ở đây tôi điền số 0. Và dựa trên cái thuế giá trị gia tăng ở chỉ tiêu 41 chưa khấu trừ hết kỳ này, và ở cái chỉ tiêu 42 thì lúc này cái hệ thống của chúng ta sẽ ra được cái thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, nó sẽ là 680.991. Nhìn vào đây bạn sẽ thấy rằng kết quả của việc kê khai của chúng ta ở trong cái trường hợp này nó thể hiện ở cái chỉ tiêu 43 là xác định cái thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 680.991, đúng không ạ? Và sau khi điền xong tất cả các thông tin này rồi, bạn kiểm tra lại một lần nữa, bạn thấy nó đúng hết rồi, bạn bấm vào nút ghi để thực hiện ghi dữ liệu thành công. Ghi dữ liệu xong rồi thì lúc này bạn cần phải kết xuất ra cái file XML. Vì sao cần phải kết xuất ra XML? Bởi vì chúng ta cần phải có cái file XML này để chúng ta lục lên gì ạ? Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Đây bạn lột vào cái folder, bạn lưu lại tại cái folder mà bạn cần làm tờ khai. Ví dụ tôi sẽ lưu tại cái folder là tờ khai thuế giá trị tăng đây. Quý 2 2021. Đấy, tôi điền vào đây chẳng hạn. Tôi lưu nó vào đây. Xếp nó vào. Tức là bạn kết xuất tờ khai XML thành công. Có cái tờ khai XML này rồi thì hôm nay chúng ta sẽ vào website của Tổng cục Thuế để chúng ta nộp thuế. Như vậy, tôi đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Có những vướng mắc gì các bạn có thể đặt những cái câu hỏi ở bên dưới phần comment của video này. Tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Hoặc nếu như thấy rằng cái video này hữu ích với các bạn thì bạn hãy bấm like và subscribe kênh Kế Toán Điện Ảnh của tôi để nhận thêm nhiều các video giá trị và hữu ích khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.